Rồi hôm nay cả đoàn mình đi giếm mẹ bảy dâu nha các bạn. Đây là nhạc công của cả đoàn mình nha các bạn. Anh Đạt. Mỹ Mỹ. Cái đó là cái gì? Đây là bà xã người dùng biên miền Tây. Đây là sao ba cắn tôi. Cái đây là ca sĩ chính, nữ đơn ca. Đây anh Thiện, chị Hương, nam ca sĩ có giọng ca trữ tình như Mạnh Quỳnh. Rồi xong phải không? Hôm nay cả đoàn mình đi giếm mẹ bảy dâu nha các bạn. Đây mình bây giờ là cũng còn sớm lắm, mình đang tới mẹ bảy dâu. Cả đoàn mình sẽ đi tham quan mẹ bảy dâu, rồi xong rồi ghé tắm biển ăn. Mình sẽ quay một đoạn clip để kỷ niệm của cả đoàn gia thất. Người đẹp miền Tây. Hãy
Đây. Hello. Anh quỷ thì đã quỷ rồi. Quá là dựng lắm rồi, đoàn của mình sẽ đi vô quán ăn Ngọc Dung ăn sáng nha các bạn. Hôm nay đoàn của mình ra Vũng Tàu thì cũng tốt các bạn. Thiên nhiên cũng ưu đãi cho cái đoàn của mình. Trời hôm nay không có mưa các bạn. Hai ngày trước á mưa dữ lắm. Bầu trời xanh trong rất đẹp nha các bạn, quá tuyệt vời. Rồi mình ăn sáng nha các bạn. Hủ tiếu hải sản. Đây. Tiếu nè các bạn, hải sản nè, mực, mực, tôm, mực tôm nha các bạn. Để mình thử một miếng mực rồi sao nha các bạn. Mực này là chocolate cái lý đó, mình ra ngoài này mà. Đây mời các bạn một miếng mực. Ngon lắm các bạn. Tươi, mực tươi á. Ô rất là ok. Bạc ăn. Hấp thử miếng nước nha các bạn. Quá ngọt. Dao trộn. Bỏ một miếng dao trộn vô cho nó đỡ ngán. Vừa ăn luôn nha các bạn. Khỏi cần nêm nướng gì thêm hết. Cái nước ngọt ngon lắm nha các bạn. Mặc dù là người ta nấu hải sản đó các bạn, nhưng mà người ta có cái nước đó, người ta có hầm xương nha các bạn. Nước ngọt thanh. Chứ không phải như ngọt mình nêm hạt nêm bột ngọt luôn các bạn. Đây mời các bạn con tôm nè. Bự chà bã luôn nè. Ngon. Con tôm này làm như có xào trước hay gì mặn mặn ta. Mặn hơn con tôm ở nhà của mình. Tôm ở nhà biển nước biển. Chăm tôm ở gần ở ngoài biển đó mà. Nó bị thấm muối nhiều, thấm nước biển nhiều. Để quay qua mấy bàn khác chút xíu để thôi nhiều khi ta nói quay mình không độc quyền quá. Sao mày Mỹ? Mày miếng rồi mày Mỹ? Mày miếng rồi hả? Làm sao ăn xong này phát biểu coi sao ngon cảm tưởng sao coi? Rất là ngon. Rất là ngon, vừa à? Rầm rà. Rầm rà quá. Có một chỗ này đi chơi rất là ngon. Rất là vui. Mến thương luôn. Thấy nhà mà đó không? Rồi thôi vậy là mình lấy một ý kiến nhỏ thôi nha mà. Mới nãy mình bị lợi hơi bị trễ rồi.
đồng đội của mình là ăn hết rồi. Thôi mình xin tắt máy nha bạn, mình ăn hết cho rồi nha. Các bạn hãy tiếp tục xem clip này của mình nha các bạn. Bạn có thích các bạn hãy bấm nút đăng ký và ủng hộ kênh của mình nha. Thank you.
sao? Hai đầu bếp cái mình làm ghẻ này món gì hả? Ghẻ hấp bia. Ghẻ hấp bia hả? Ừ, ghẻ hấp bia. Có lý các bạn. Rồi nướng chút nữa, mình nướng nướng món gì nữa? Tiếp tục quảng cáo với... Mò mặt tuột. Mặt tuột ốc sa tế nướng. Ờ. Rồi chút xíu nữa bắt đầu chín rồi, cái bắt đầu cái tụi mình lên xào chẻ đồ này nọ, cái mình sẽ review tiếp cho các bạn nghe. Hôm nay mình đi ra tới biển Vũng Tàu ghé giếng mẹ là Bãi Dâu, rồi có qua bên đây tắm biển, nước biển được các bạn, tắm nước biển chút xíu rồi cái tụi mình ăn hải sản tại chỗ nha các bạn. Tụi mình tự nấu đồ luôn. Đây, nãy giờ là mình có quay một đoạn tắm biển đó các bạn. Tôm nướng nữa. Tôm nướng nữa hả? Dạ. Rồi, chút nữa mình làm được mấy món ta, mình hết thảy được bao nhiêu món? Mình có tôm nướng. Mực tuột sa tế. Mực tuột sa tế. Ờ. Cá nướng. Cá nướng. Chim trắng. Hồ coi. Rồi. Giang có đem hũ cách me. Có tôm súp me đó nghe. Rồi. Chút xíu nữa là mình hoàn thành đi. Bây giờ chút xíu nữa mình nấu đi. Có mấy người mà em ở đó. Có mấy người thôi các bạn mà làm nhiều món lắm. Rồi bây giờ mình có cái lẩu hải sản này nha các bạn. Đây. Thợ nấu chánh của nồi lẩu hải sản. Trời ơi, hôm nay cái đoàn thánh gia thất của giáo xứ Mộc Hóa mình ăn quá hoành tráng luôn rồi. Còn bộ hải sản không nha các bạn. Rồi bắt đầu nướng cá nữa nha bạn. Có mấy cá nâu nữa nè. Quá ngon luôn. Quá trời nhiều đồ ăn rồi. Ăn toàn hải sản luôn nha bạn. Một con mực, mực mực mình có nướng nữa không? Cha chả có chừng thiếu than quá. Có than rồi hả? Còn than không? Có than mua có. Chạy mua. Đây là cái nồi lẩu hải sản của cá đoàn thánh gia thất giáo xứ Mộc Hóa nha. Thơm ngon bổ rẻ. Đây là người đẹp ở ca đoàn Mộc Hóa của mình, ca đoàn thánh gia thất Mộc Hóa mình nha các bạn. Ca đoàn viên người đẹp. Rồi bây giờ bắt đầu là tới bạch tuộc nướng nha các bạn. Tôm răng me. Tôm răng me hả? Rồi tôm răng me nha các bạn. Rồi cái nồi lẩu. Cái này là lẩu canh chua. Đổ thêm me vô đi, đổ thêm me vô mẹ lẩu thái. Lẩu thái. Cái con quỷ này. Con quỷ. Mình sắp sửa xong các bạn thấy hấp dẫn chưa? Tôm nổi lên minh. Chắc có lẽ là mình ơi quá nhiều hải sản nha các bạn. Các bạn thấy cái đoàn mình hôm nay chơi lớn nha các bạn. Chơi quá lớn luôn nha. Các bạn có thích các bạn hãy bấm đăng ký. Bấm thêm cái chuông nha các bạn, ủng hộ kênh của mình và cũng như là ủng hộ ca đoàn thánh gia thất của mình nha các bạn. Rồi xong nha các bạn, bắt đầu một số cũng còn đang tiếp tế lên, còn ở đây thì đã bắt đầu cũng sử dụng được rồi các bạn, đủ rồi đấy, còn thấy không, quá hoành tráng nha. Này mình làm hai mâm nha các bạn. Hai dãy luôn. Trong nhóm của mình đi khoảng hai mươi mấy người nha các bạn. Thành ra cũng đông lắm. Thành ra bên đây một dãy, còn bên đây một dãy nữa. Đây, đây các bạn. Còn trong này còn thiếu một món lẩu nha các bạn. Nhưng mà cái món, những món nướng này thì con đang bắt đầu tiếp tục nữa. Bạn thấy không?
mấy anh đó đang còn quạt nướng để y xèo kìa. Rồi. Vô nè hả? Mẹ! Vô! Người thẳng cho luôn rồi nè! Vô! 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 1, 2, 3, vô! Mầm cái gà nè! Bye.
Rồi rồi, cả cả đoàn mình về tới nhà nha các bạn. Ổn định rồi. Cuối cùng thì rồi thôi, mình cũng xin tạm biệt với các bạn ở clip này ở đây luôn nha các bạn. Hẹn các bạn ở clip sau nha. Cả đoàn thánh gia khách mình đã đi tới nơi, về tới chỗ. Xin chào tạm biệt các bạn.